Sài Gòn South Plaza, một sống xanh giữa lòng thành phố, là dự án phức hợp bao gồm chung cư cao tầng và trung tâm thương mại được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam, tọa lạc tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có vị trí đặc biệt lý tưởng cho một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên trong lành nhưng không kém phần năng động và hiện đại. Sài Gòn South Plaza nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Lương Bằng nối dài, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 0,7 km, một cung đường thương mại trung tâm của đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Khu đô thị tráng lệ và sầm uất bậc nhất Việt Nam đã được chính quyền thành phố quy hoạch là trung tâm của chùm đô thị cảng dịch vụ phía nam thành phố. Sài Gòn South Plaza được bao bọc bởi dòng sông Phú Xuân dịu mát và thanh bình, với những rặng dừa nước yên ả tươi xanh. Dọc theo mé sông là khu công viên dài 1,3 km với những lối đi thơ mộng men theo những đài phun nước và bồn hoa khoe sắc. Hiện nay, xung quanh khu vực phát triển dự án, các dịch vụ thiết yếu của cuộc sống như giáo dục, y tế, thương mại đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ với chất lượng cao. Trong bán kính 1 km quanh dự án đã có hàng chục trường học mẫu giáo, trường phổ thông các cấp được xây dựng rộng rãi, khang trang. Trong đó có các trường chất lượng rất cao như Nam Sài Gòn, Lawrence, các trường đại học như RMIT, Tôn Đức Thắng, vân vân. Dịch vụ y tế cũng hết sức phát triển với những bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt. Không chỉ có các điều kiện sống tốt về y tế, giáo dục, điểm nhấn đặc biệt cho cư dân sinh sống tại Sài Gòn South Plaza là các dịch vụ thương mại, khu mua sắm khi dự án có vị trí liền kề ngay cạnh chợ Phước Long, chợ truyền thống, được xây dựng hiện đại và quy mô nhất khu vực quận 7 và Nam Sài Gòn. Khẳng định mình là một điểm son của khu vực, tự tin về một dự án thành công và mang đến sự hài lòng về mọi mặt, như tiện nghi cuộc sống bên cạnh các tiện ích khi di chuyển. Không ai trong chúng ta có thể bỏ qua sự tiện ích ngay tại dự án mà tất cả các cư dân tương lai của Sài Gòn South Plaza được thừa hưởng. Trung tâm thương mại sầm uất 3 tầng mang tên Sài Gòn South Square, đặc biệt cụm chợ cổ truyền thống Phước Long cạnh bên với tổng diện tích 10.300 m² được chính chủ đầu tư xây dựng theo ý tưởng phát triển thành khu mua sắm hiện đại tương tự mô hình chợ An Đông và An Đông Plaza, là mô hình dịch vụ thương mại rất thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc thù văn hóa và sinh hoạt của người dân Việt Nam. Hiện nay, chợ Phước Long đang ngày một phát triển sầm uất với trên 800 gian hàng, có thể xem là chợ sĩ, chợ đầu mối cho hàng ngàn tiểu thương và khách hàng tại quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ đến mua sắm mỗi ngày. Thành công của chợ Phước Long là tiền đề và là nền tảng vững chắc trong định hướng của chủ đầu tư để phát triển trung tâm thương mại Sài Gòn South Square thành quần thể thương mại, dịch vụ truyền thống giá rẻ ngay tại khu vực Nam Sài Gòn. Được ưu ái bởi các điều kiện đang có, nhất là về dịch vụ thương mại, mục tiêu của Công ty Đầu tư bất động sản Việt Nam là khai thác tốt nhất các điều kiện sẵn có để phát triển Sài Gòn South Plaza đáp ứng được các lợi ích cao nhất cho khách hàng. Không chỉ thuận tiện thoải mái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn mang lại giá trị tài sản gia tăng không ngừng theo thời gian. Tổng diện tích khuôn viên dự án lên đến 4.748 m² với mật độ xây dựng chỉ chiếm 41,85%. Sài Gòn South Plaza được xây dựng với 24 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, 3 tầng thương mại và 19 tầng căn hộ. Tổng số lượng căn hộ 295 căn với diện tích phong phú từ 54 đến 72,40 m². Xác định một trong giá trị nổi bật của dự án Sài Gòn South Plaza là cảnh quan nhìn từ trên cao. Tất cả các căn hộ đều có cửa sổ và ban công riêng biệt với tầm nhìn rộng mở thoáng đạt. Theo hướng phía bắc, chủ nhân của các căn hộ có thể nhìn thấy khu đô thị tráng lệ Phú Mỹ Hưng với dòng sông Phú Xuân hiền hòa và những tòa nhà sang trọng như Paragon, Sestan Mall, Tháp Petronas. Đây cũng là hướng nhìn ra trung tâm thành phố sầm uất và sôi động về đêm. Theo hướng nhìn từ phía đông, chủ nhân các căn hộ sẽ nhìn thấy dòng sông Nhà Bè với những con tàu hàng vạn tấn và ghe xuồng nhỏ đang xen qua lại trên sông thật nhộn nhịp. Chủ sở hữu cũng sẽ nhìn thấy cầu Phú Mỹ bắc qua sông Nhà Bè như một nét chấm phá trên dòng sông xanh rộng mát. Với hướng nhìn từ phía nam và tây nam, chủ căn hộ Sài Gòn South Plaza sẽ nhìn thấy dòng sông Phú Xuân nước chảy chia đôi êm đềm với những rặng dừa nước bên kênh rạch chi chít và những thảm thực vật xanh rì trải rộng yên bình. để gia tăng giá trị tài sản cho chủ nhân các căn hộ. Với ưu điểm nổi bật về lợi thế thương mại dịch vụ của dự án, Sài Gòn South Plaza đã chủ trương thiết kế căn hộ thật tiện nghi, diện tích nhỏ nhưng vẫn hết sức thông thoáng, năng động. Sở hữu những căn hộ với tiện ích như trên, chủ nhà có thể sinh hoạt khá thoải mái, đồng thời cũng rất dễ dàng cho thuê với giá tốt khi có nhu cầu khai thác tài sản. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp cho chủ nhân tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, phù hợp với khả năng chi trả của nhiều khách hàng nên dễ dàng mua bán sang nhượng. Vị trí đắc địa thuận tiện giao thông, y tế, giáo dục đầy đủ và đặc biệt môi trường sống với không gian xanh bao quanh. Chắc chắn việc chọn mua Sài Gòn South Plaza là quyết định vàng cho đầu tư vào một cuộc sống tiện nghi, lý tưởng. Cuộc sống xanh giữa lòng thành phố.